đây là đoạn clip hướng dẫn chúng ta chơi game như thế nào để chúng ta coi đạt được số điểm cao nhất. Giơ tay lên để bắt đầu trò chơi của mình đi nào. Rồi cô gái dũng cảm ơi, tiếp tục đi nào. Rồi tiếp tục đi nào bạn, mình đang ở tầng thứ 2. Đến tầng thứ 4 của tòa nhà, còn lại 1 phút 28 giây nữa. Rồi đúng rồi, 20 cộng là chúng ta sẽ được cộng 5 giây vào một thời gian của mình đang có. Quý vị thân mến, nhân dịp 20 năm thành lập của tòa nhà, tưởng tượng có rất là nhiều chương trình tương đồng. Chỉ sẽ được 25 giây cộng cho bạn. Cố gắng lên nào bạn ơi, cô gái ơi, chúng ta đã ở tầng 9 rồi. 1 phút 18 giây chúng ta cộng, lưu ý là đừng chạm vào màu xanh nhé. Đăng nhập vào trang web 25.techcombank.com.vn. Bước thứ hai quý vị, rồi cố gắng lên nào. Tương ứng với 3 khoảnh khắc. Tầng 12 rồi. Bước thứ ba quý vị check email. 20 cộng thêm 5 giây nữa. Các bạn đã có rồi, tương ứng với 3 phần quà quý vị hãy ghé qua ngân hàng. Rồi tiếp tục đi nào. Chúng tôi quay mã số chọn là phần quà tương ứng nhất. Quý vị thông tin chạm vào màu xanh nhé. Di chuyển lên nào bạn ơi. Wow, lên trời cao rồi mấy bạn ơi, tầng 16. Và tiếp tục thế nào cô gái này? Nhiều chơi là chúng ta phải cẩn thận một chút nha. Rồi đúng rồi, bây giờ tiếp tục rồi, thời gian 48 giây nữa thôi. Chúng ta còn 48 giây thôi cô gái ơi. Rồi, đứng chạm vào màu xanh nhé. Chúng ta phải cẩn thận xuống một tuần rồi. Rồi tiếp tục đi nào, chạm vào hai vòng tròn màu đỏ nhé. 17 rồi, tầng 17 rồi. Kỷ lục của chúng ta đang là tầng số 27. Có anh chị và các bạn nào muốn chinh phục nè, thì chúng ta hãy nhanh chân lên, bởi vì trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm ra một vị khách có số điểm cao nhất để nhận được một món quà đặc biệt từ Techcombank. Rồi đúng rồi, tiếp tục đi nào. Bạn đang ở tầng số 19. 20 cộng nữa là 5 giây cộng vào thời gian của mình đang có. 22 giây nữa bạn ơi, cố gắng lên nào, đừng chạm vào màu xanh nhé. Chúng ta phải luôn luôn là thật là bình tĩnh, thật là sáng suốt. Đừng chạm nhé. 14, 13, 12 giây cuối cùng dành cho bạn. Thời gian đang đếm ngược, chúng tôi không muốn như vậy tí nào, nhưng chúng tôi rất là hy vọng là bạn sẽ là người chinh phục được đỉnh cao này. 22 rồi. 22. 23. 10 giây cuối cùng nữa thôi ạ. Cẩn thận nha bạn, đừng manh động. Rồi bạn ơi, di chuyển nhanh nào. Rồi, 23 bạn ơi. Vâng, xin chúc mừng bạn sau mọi cố gắng, bạn cũng đã lên được tầng thứ 23 của tòa nhà. Rồi và bây giờ xin mời mình đứng ở đây để chúng ta có thể bốc thăm phần quà may mắn của mình. Một cô gái cũng rất là...